mang ý nghĩa của sự trường tồn, bất tử, xua đuổi tà khí. Mặt hồ được dùng để trang trí trên vòng cổng, đầu hồi của nhiều cung điện, lăng tẩm ở quần thể di tích cố đô Huế. Với sự tài hoa của các nghệ nhân xưa đã tạo ra những mặt hồ phù, sinh động, sáng tạo, có phần tạo nên những giá trị thẩm mỹ riêng biệt của các công trình kiến trúc cung đình Huế. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, nguồn gốc hồ phù xuất phát từ dòng văn hóa Trung Ấn. Truyền thuyết kể rằng có một con quỷ sinh sống cùng thân mặt trời và mặt trăng. Một hôm, do sự lơ là của thân mặt trăng, con quỷ đã lấy trộm được bình nước trường sanh và đang uống giữa chừng bị thân mặt trăng lấy thanh gươm chém giữa người. Phần trên của con quỷ đã ngậm được trường sanh trở thành vườn cửu bất tử, phần dưới được chất thấm nên bị hủy diệt. Đây là một truyền thuyết rất hay để giải thích cho một hiện tượng. Tất nhiên là họ đưa ra một cái giả định và giải thích rất là phù hợp. Và cái từ chỗ là một con hình tượng như vậy thì trở thành một biểu tượng về sự trường tồn, bởi vì nó là ngấm trường xanh và mãi mãi có thể tiêu diệt được, và nó lại trở thành biểu tượng về sự trường tồn. Đó là lý do tại sao là hồ phù phải gắn lên các công trình kiến trúc, để công cung đình hay là trên trang trí, trên áo, trên đồ thêu, trên đồ dùng vật dụng, để mà mong cho chủ nhân hoặc là vương triều mãi mãi trường tồn. Ở Đại Nội Huế, hình ảnh mặt hồ phù năm móng có thể được bắt gặp ngay ở phía đầu hồi cổng ngõ môn. Hay trên mái nóc của điện Thái Hòa có hình tượng mặt hồ phù cắt điều từ những áng mây đang nâng quả cầu lửa. Hai bên phía mái hồi là hồ phù được đắp khảm san sứ đang ngậm chữ thọ. Hình hồ phù nó được đặt trang trí ở các nóc điện, ví dụ như điện Ngưng Hy ở Lăng Đồng Khánh, hay là cái điện Thái Hòa ở cái mặt ngôi nhà phía sau là hậu điện. Thì cụ khôi này ngoài là trừ ma diệt quỷ còn thể hiện được cái sự trường tồn vĩnh cửu, trường sinh bất tử. Ở Việt Nam vào thời nhà Lý, nhà Đinh cũng đã đưa biểu tượng này vào trang trí cho các công trình kiến trúc. Đến Trương Nguyện, yếu tố hoa lạ hóa hồ phù. Song có lẽ Huế là vùng đất hài hòa giữa con người và thiên nhiên, nên yếu tố thiên, địa, nhân gắn kết chặt chẽ với nhau, tạo cho hồ phù ở cung đình Huế với vẻ thuần khiết, gần gũi, đầy mỹ cảm. Những biến thể từ hoa cúc biến thành hồ phù, rồi hoa sen thành hồ phù là những cái biến thể rất là táo bạo và rất là sáng tạo của các nghệ nhân Huế. Và điều này là không thể trong văn hóa của Trung Hoa và Triều Tiên, mặc dù họ có hồ phù. Thái Lan cũng có cái kiểu như vậy, nhưng mà ở Huế thì cái yếu tố mà hồ phù mà từ hoa lá quả cành rất nhiều. Theo truyền thuyết, mặt hồ phù đã đi từ chỗ phản diện trở thành chính diện, mang tinh thần chế ngự cái xấu, giữ lại cho chủ nhân sự yên hòa. Với kiến trúc cung đình Huế, từ lâu đã không thể thiếu hình tượng của hồ phù, như một khắc phòng thể hiện sự trường tồn của một vương triều trong lịch sử phong kiến Việt Nam.